Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, hướng dẫn vệ sinh mũi họng cho trẻ và bài tập thở phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân F0 sẽ là nội dung có trong phần sổ tay y học. Một câu chuyện y tế tuần này có chủ đề COVID-19 kéo lùi 5 đến 8 năm tiến bộ trong nỗ lực giảm gánh nặng bệnh lao. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, thời tiết giao mùa, tai mũi họng là cơ quan chịu nhiều ảnh hưởng nhất. Các bệnh về đường hô hấp càng có nguy cơ bùng phát, nhất là đối với trẻ từ 3 tuổi trở xuống. Bệnh tai mũi họng nếu không điều trị dứt điểm thì rất dễ trở thành mãn tính, có thể gây nhiều bệnh nguy hiểm khác. Với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, trẻ chưa biết nói, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ và nên vệ sinh mũi họng cho trẻ hàng ngày. Trong mục sổ tay y học ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Giang, trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cách vệ sinh mũi họng cho trẻ sơ sinh. Xin chào các quý vị khán giả. Để vệ sinh tai mũi họng cho trẻ đúng cách thì các bậc phụ huynh có thể tham khảo cái cách hướng dẫn vệ sinh mũi họng như sau. Thứ nhất là vệ sinh tai thì lỗ tai của trẻ rất là nhỏ, cho nên là chúng ta không cần phải ngoáy sâu vào trong cái lỗ tai của trẻ. Chúng ta có thể sẽ sử dụng một cái khăn mềm như thế này. Sau đấy là chúng ta sẽ vệ sinh ngoáy vào cái vùng tai của trẻ, vệ sinh cái vành tai của trẻ và phía sau tai của trẻ. Khi mà các cha mẹ mà gội đầu cho trẻ thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ không nên để đầu của trẻ quá thấp thì sẽ có thể là nước hoặc là cái dung dịch xà phòng có thể sẽ chảy vào tai của trẻ. Thứ hai là cái vệ sinh bộ phận mũi thì mũi là một cái cơ quan cũng khá là quan trọng giúp cho cái việc thông khí và hít thở ở trẻ. Cho nên là chúng ta nên vệ sinh thường xuyên. Đối với những trẻ mà cái vùng mũi không có cái dịch mũi và không có cái triệu chứng ngạt mũi thì chúng ta có thể dùng một cái khăn mềm và mỏng, chúng ta vệ sinh ở cái vùng mũi của trẻ ngay phía dưới lỗ mũi và xung quanh các cái viền mũi của trẻ. Còn đối với những cái trẻ mà có các cái triệu chứng như là ngạt mũi nhẹ hoặc có rỉ mũi hoặc là rỉ mũi đặc bên trong thì chúng ta có thể sử dụng cái nước muối sinh lý này. Khi chúng ta sử dụng cái nước muối sinh lý này thì tay chúng ta sẽ đặt vào gáy trẻ và hơi nâng đầu trẻ lên một chút, dùng dung dịch nước muối chúng ta sẽ nhỏ vào mũi bên mũi của trẻ khoảng 2 đến 3 giọt nước muối. Sau đó chúng ta sẽ đợi một lúc và chúng ta có thể dùng hai ngón tay để hơi day cái cánh mũi của trẻ để cho cái rỉ mũi nó mềm ra. Và sau đó chúng ta sẽ lấy các cái dung dịch rỉ mũi ra. Thì cách lấy các dung dịch rỉ mũi ra thì chúng ta có thể sử dụng tăm bông. Sử dụng cái bông nào nó chắc chắn để tránh cái tình trạng mà cái bông nó sẽ tụt vào cái mũi của trẻ. Hoặc khi sử dụng khăn mềm thì chúng ta sẽ gập cái khăn và xoắn cái khăn, cái hình, cái bấc sâu kèm để chúng ta lấy hết các cái rỉ mũi trong trẻ. Thì chúng ta sẽ làm từng mũi một xoáy vào trong mũi này của trẻ để lấy các cái rỉ mũi ra. Và mỗi bên thì chúng ta sẽ dùng một khăn. Thứ ba là vệ sinh họng cho trẻ. Chúng ta cũng sẽ dùng cái là khăn xô mềm hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái dụng cụ chuyên biệt để vệ sinh cái dơ vùng, cái dơ lưỡi này, để vệ sinh cái vùng họng cho trẻ. Thì chúng ta sẽ sử dụng nước sạch và sử dụng khăn mềm, dùng ngón tay trỏ của chúng ta bao cái vùng khăn mềm này hoặc là cái dụng cụ dơ lưỡi đấy. Sau đó chúng ta sẽ vệ sinh vào cái vùng lưỡi và các cái vòm họng xung quanh của trẻ. Chỉ có lưu ý là khi chúng ta vệ sinh cái vùng họng này cho trẻ thì chúng ta sẽ vệ sinh khi trẻ đói hoặc là vệ sinh trước ăn. Tránh tình trạng chúng ta sẽ vệ sinh vào cái lúc mà trẻ vừa mới ăn xong thì trẻ sẽ bị lôn trớ ra hết. Thì nếu như trẻ có các cái triệu chứng bất thường ở cái vùng tai mũi họng, ví dụ như chúng ta thấy trẻ có triệu chứng ho, sốt, khò khè, khó thở hoặc trẻ bỏ bú, bú kém hay là thấy dịch từ tai chảy ra thì chúng ta nên cho trẻ đến các cái cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời. Tập thở đúng cách sau khi điều trị COVID-19 đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp người bệnh tránh bị hụt hơi và phục hồi cho phổi hậu COVID-19. Sau đây thì huấn luyện viên yoga Vũ Đình Khoa sẽ giới thiệu tới quý vị bài tập thở này. Nào các bạn hãy thả lỏng cơ thể. Hai tay bắt ấn Shimura đặt trước gối, giữ lưng thẳng, cổ thẳng, mắt khép lại, cằm khẽ chồng xuống, hướng tâm trí vào hơi thở. Chúng ta hít thật sâu, thở thật chậm. Hít vào phình bụng, thở ra hóp bụng. Hít vào, hai tay vươn cao, lưng cằm mắt nhìn lên. Thở ra, vươn dài cột sống, tay phải nắm cổ tay trái, trán chạm sàn. Hít vào, thẳng người tay lên. Thở ra, chung người trán xuống. Hít vào, thẳng người tay lên. Thở ra vặn người, mở rộng vai ngực, mắt nhìn lại sau, giữ cột sống thẳng. Hít sâu,
thở chậm, hít vào mở rộng ngực, mắt nhìn lên, thở ra cuộn cột sống, hai tay chậm lại, bụng siết căng, cằm trùng xuống, hít vào thở ra trùng người tay xuống. Các bạn chuyển về tư thế quỳ bò, cổ tay rộng bằng vai, vuông góc với sàn, song song với hai gối. Chúng ta vào phương pháp thở siết bụng, hay trong yoga còn gọi là Kapakati. Hít sâu, thở mạnh. Hít sâu, thở ra, đưa vai lên trên, hạ ngực cằm xuống. Hít vào, mu bàn chân duỗi thẳng, chậm chậm vươn người lên. Thở ra, lùi hông lại sau, chuyển về em bé. Hít vào, dồn trọng lượng vào đôi tay, siết chặt mông đùi, siết bụng. Thở ra, hạ ngực cằm. Hít vào, nhẹ nhàng vươn người lên. Thở ra, em bé trùng sâu trán xuống. Hít vào, mắt nhìn lên. Thở ra, chúng ta chuyển về chữ V, trùng sâu vai xuống. Ở đây các bạn ép sâu vai, giữ thẳng chân, thực hành phương pháp thở tống toàn bộ thán khí trong cơ thể của chúng ta. Hít sâu, bụng phình căng, thở mạnh, bụng hóp lại. Hít sâu, thở chậm, giữ nhịp thở điều hòa. Chúng ta đổi động tác. Động tác này đối với những em không mà chúng ta có thể phục hồi cơ thể của chúng ta khá lên rồi. Động tác này nó hơi mệt một chút nhưng chúng ta tập rất hiệu quả. Hít sâu, mở ngực vươn cao, thở ra trùng sâu lưng xuống, hai tay vắt lại sau, cố gắng tạo ra âm thanh. Hít sâu, thở mạnh. Hít sâu, thở mạnh. Ok, chúng ta mệt rồi ạ. Hít sâu, nào thở ra. Các bạn nhẹ nhàng hạ mông của chúng ta xuống, trở về tư thế nằm trong yoga gọi là thư giãn sâu. Các bạn mở rộng hai chân ra hết thẳng, hai tay sang ngang. Hít sâu, thở chậm. Thưa quý vị, viêm cơ tim là một bệnh viêm nhiễm của tim. Đây là bệnh lý nguy hiểm thường xuất hiện ở những người khỏe mạnh, có thể dẫn đến suy tim cấp, tử vong. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu về căn bệnh viêm cơ tim qua cuộc trao đổi giữa phóng viên và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương, Phó trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Viêm cơ tim là gì thưa bác sĩ? Viêm cơ tim thì là bệnh đặc trưng bởi cái tình trạng là các tế bào cơ tim nó bị tổn thương trực tiếp do các độc tố của vi khuẩn hoặc là virus xâm nhập vào. Tùy cái mức độ cơ tim bị tổn thương nhiều hay ít mà có các biểu hiện lâm sàng khác nhau, mà các cái thể nhẹ hoặc là nặng khác nhau. Thưa bác sĩ, nguyên nhân nào thì gây bệnh viêm cơ tim ạ? Gây ra phần lớn đó là do virus. Và những cái virus thường gặp, ví dụ như là virus Coxsackie, virus Epstein-Barr, hoặc một số những cái virus thông thường như là virus gây sởi, quai bị, rubella cũng có thể gây dẫn đến viêm cơ tim. Những cái vi khuẩn khác, ví dụ vi khuẩn gây viêm não, vi khuẩn não mô cầu cũng có thể gây viêm cơ tim. Gần đây thì chúng tôi cũng ghi nhận được một số trường hợp sau tiêm vaccine phòng COVID và những bệnh nhân trực tiếp bị nhiễm COVID-19 cũng có những biểu hiện của viêm cơ tim. Mặc dù cái tỷ lệ cũng ít thôi nhưng mà cần để ý những cái triệu chứng sau tiêm của vaccine hoặc là khi bị nhiễm COVID có liên quan tới tim mạch. Thưa bác sĩ, đâu là dấu hiệu để chẩn đoán viêm cơ tim ạ? Viêm cơ tim thì biểu hiện toàn thân, ví dụ như là bệnh nhân sẽ có sốt, có đau mỏi cơ, có thể những cái biểu hiện khác của những cái bệnh nhiễm virus đặc trưng, ví dụ như là bị nổi ban, đau họng hoặc là xuất huyết kết mạc. Ngoài ra cái biểu hiện đặc hiệu hơn của bệnh viêm cơ tim đó là những cái biểu hiện tại tim. Thì phần lớn có thể bệnh nhân có những cái cảm giác ví dụ như là hồi hộp tức ngực, khó thở, tim đập nhanh và rất mệt. Đặc biệt là các cái triệu chứng này nó vẫn còn xuất hiện và cứ tồn tại khi mà bệnh nhân ta cắt cơn sốt rồi. Bệnh viêm cơ tim thì sẽ được phòng và điều trị như thế nào thưa bác sĩ? Để phòng ngừa viêm cơ tim thì không có cách gì khác là mình phải giữ cho cơ thể mình có một sức khỏe khỏe mạnh, một sức đề kháng tốt. Những cái biện pháp thông thường đó là chịu khó thể dục đều đặn hàng ngày, ăn uống sinh hoạt khoa học, uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, hoa quả nhiều màu sắc, chủ động tiêm phòng các cái loại vaccine, ví dụ vaccine phòng COVID-19, các vaccine phòng cúm, phòng quai bị, phòng rubella.
Thứ nữa là bệnh nhân nên có những cái kiến thức cơ bản, nhận biết những cái triệu chứng của viêm cơ tim sớm. Với tất cả những bệnh nhân viêm cơ tim thì cần đều được đến nhập viện và điều trị tại các cái đơn vị có chuyên khoa tim mạch để được theo dõi sát. Bởi vì cái tình trạng diễn biến của viêm cơ tim thì thường là có thể diễn biến theo nhiều chiều hướng khác nhau và có thể dẫn đến những cái trường hợp mà nguy hiểm đến tính mạng cho người bệnh. Về điều trị thì chúng tôi sẽ điều trị theo nguyên nhân. Khi xác định được nguyên nhân gây viêm cơ tim đó là vi khuẩn thì chúng tôi sẽ dùng kháng sinh. Còn nếu là virus thì chúng tôi sẽ điều trị các cái triệu chứng của virus để cơ thể khỏe mạnh lên thì cái viêm cơ tim cũng sẽ được ổn định hơn. Cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 là nguyên nhân chính khiến nhiều bệnh nhân lao e ngại đi khám, bỏ điều trị, dẫn đến tỷ lệ phát hiện và điều trị bệnh lao trong cộng đồng sụt giảm đáng kể, kéo lùi 5-8 năm tiến bộ trong nỗ lực giảm gánh nặng bệnh lao. Khoa khám bệnh của Bệnh viện Phổi Hưng Yên vắng bóng người bệnh. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chỉ có 3 bệnh nhân tới khám phát hiện bệnh lao. Theo các bác sĩ tại khoa, lo sợ mắc COVID-19 là nguyên nhân chính khiến nhiều bệnh nhân trì hoãn việc đi khám, điều trị bệnh. Đặc biệt trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, số lượng bệnh nhân đến khám giảm sâu 50-70%. Hiện tại là bây giờ tình hình COVID đang diễn biến rất phức tạp cho nên là đi vào viện như thế này thì cũng noa, bị lây chéo. COVID thì cũng vẫn phải test, sợ COVID mà không đi thì vào viện đa khoa chữa hơn chục hôm. Họ lấy máu xét nghiệm đến Hà Nội thì họ nghi lao. Khoa hồi sức cấp cứu, 28 trường hợp đang điều trị lao thì có đến 18 ca nặng. Trong đó có nhiều bệnh nhân trẻ tuổi. Anh Nguyễn Đức Huy nhập viện trong tình trạng ho ra máu. Trước đó, anh có biểu hiện ho, đau tức ngực, khó thở, sụt 5kg trong thời gian ngắn. Nhưng do lo ngại COVID-19 nên anh chỉ hoãn việc đi khám bệnh. Tương tự, bệnh nhân này 33 tuổi cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tràn khí màng phổi. Bệnh nhân phát hiện bệnh lao muộn, kéo dài thời gian điều trị cũng do tâm lý sợ mắc COVID-19, ngại khai báo y tế. Thời kỳ đầu năm 2022, không có một bệnh nhân nào đến khám, mặc dù là bệnh nhân ho mới khó thở, những triệu chứng điển hình của phổi, người ta cũng cố chịu đựng ở nhà, người ta không đi khám đâu. Người ta sợ lây COVID, thế bây giờ dịch COVID tạm thời kiểm soát được, thì người dân bắt đầu mới tăng cường đi khám. Khám thì rất nhiều trường hợp đến khám trong tình trạng bệnh rất nặng, tràn dịch, tràn khí, ho ra máu. Theo số liệu từ Bệnh viện Phổi Hưng Yên, năm 2019, bệnh viện khám và điều trị gần 7.900 bệnh nhân lao, phát hiện 870 bệnh nhân lao tại cộng đồng. Thì đến năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị giảm khoảng 30%. Phát hiện bệnh nhân lao tại cộng đồng cũng giảm hơn 35%, không đạt được mục tiêu đề ra. Cái đại dịch COVID ảnh hưởng rất nhiều đến cái công tác phòng chống, phát hiện điều trị lao. Cụ thể khi mà đại dịch COVID xuất hiện thì người dân nên là lo sợ mình bị nhiễm bệnh, rồi lo sợ phải khai báo y tế. Nên hầu như họ không đến họ khám bệnh, chỉ khi nào trường hợp rất nặng thì họ đến họ khám bệnh. Phải cấp phát thuốc cho bệnh nhân tầm khoảng 2 đến 3 tháng thuốc trên một lần khám bệnh. Thì phần lớn khi bệnh nhân về uống thuốc xảy ra các cái tác dụng phụ, sau đó họ không đến họ điều trị nữa, họ không đến họ khám lại, họ tự bỏ thuốc. Cái việc mà phát hiện điều trị lao tại cộng đồng là cũng giảm vì do là không tập trung đông người. Thêm nữa là bệnh viện là nơi điều trị COVID thì cái lực lượng cán bộ y tế thì thời điểm đó là tập trung cho công tác phát hiện COVID, tập huấn và đào tạo nó cũng không được thường xuyên, cho nên ảnh hưởng đến cái việc mà đi kiểm tra đốt rồi là kiểm tra các cái việc mà tác dụng phụ thuốc của bệnh nhân, cho nên là đây cũng là một cái mà bệnh nhân bị bệnh nào mà mình không xác định được hết trên vấn đề toàn tỉnh. Trong thời gian tới, Bệnh viện Phổi Hưng Yên bên cạnh việc đảm bảo an toàn kiểm soát dịch bệnh COVID-19 sẽ tập trung tăng cường phát hiện tối đa các bệnh nhân lao có trong cộng đồng, đưa vào điều trị sớm nhằm cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Cuộc sống khỏe tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình qua các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên như qua ứng dụng miễn phí Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên và qua fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7/HITV. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.